Thiết kế phần mềm chat tự động để nhắn tin cho bạn gái. Lý Khải Tường, một lập trình viên phần mềm đang làm việc cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc jd quá bận rộn với công việc của mình nên đôi khi không có đủ thời gian để trả lời tin nhắn bạn gái hoặc nhắn tin chúc mừng cô vào những dịp đặc biệt. Sợ rằng điều này sẽ khiến bạn gái mình buồn, Lý đã tự thiết kế một phần mềm chat tự động để gửi các tin nhắn tình cảm đến cho bạn gái của mình. Kế hoạch này của Lý rất trôi chảy trong thời gian đầu khi đã làm tốt nhiệm vụ thay anh nhắn tin cho bạn gái. Tuy nhiên, dần dần bạn gái của Lý đã nghi ngờ khi nhận thấy rằng tốc độ trả lời tin nhắn của Lý quá nhanh mỗi khi cô nhắn tin và đặc biệt nội dung tin nhắn thường khá giống nhau và đôi khi là khó hiểu. "Em yêu, đây là ngày thứ 618 chúng ta ở bên nhau, hy vọng rằng tinh thần của em sẽ tươi hơn mặt trời." Một tin nhắn đầy lãng mạn được phần mềm tự động của Lý gửi cho bạn gái. Tuy nhiên, đôi khi phần mềm tự động này lại gửi các tin nhắn một cách máy móc như thông tin về thời tiết, nhiệt độ trong ngày khiến bạn gái của Lý nghi ngờ và khi cô nhắn tin bày tỏ sự nghi ngờ của mình, phần mềm tự động của Lý lại giả vờ ngây ngô và đánh chống làng những câu hỏi này. Chia sẻ về phần mềm nhắn tin tự động trên trang mạng xã hội Weibo của mình, Lý cho biết trong ngày đầu tiên khi phần mềm này được anh sử dụng đã trao đổi khoảng 300 tin nhắn với bạn gái của anh. Câu chuyện về phần mềm chat tự động của Lý đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Weibo, tuy nhiên đã tạo nên hai luồng ý kiến khác nhau từ cư dân mạng nhiều người cho rằng lý đã có một ý tưởng độc đáo để có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống mà không nghiêng hẳn về phía bên nào thậm chí nhiều cư dân mạng còn liên hệ với lý để xin mã nguồn phần mềm chat tự động của anh để có thể sử dụng đó thật là một ý tưởng hay tôi sẽ không còn phải lo lắng về việc chọc tức bạn gái của mình vì không trả lời tin nhắn của cô ấy một cư dân mạng chia sẻ tuy nhiên nhiều ý kiến cũng đã chỉ trích lý khi anh cho biết mình không có thời gian để trả lời tin nhắn của bạn gái nhưng vẫn có thời gian để tự thiết kế phần mềm chat tự động Thay vì dành thời gian để thiết kế phần mềm nhắn tin tự động này, anh hãy sử dụng thời gian đó để trả lời tin nhắn bạn gái của mình, một cư dân mạng nhận xét. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn hài hước cho rằng nếu cứ tiếp tục để phần mềm chat tự động nhắn tin với bạn gái, rất có thể cô gái sẽ phải lòng phần mềm chat tự động này thay vì con người thật của lý. Tê Thủy